Chiều nay ngày 25 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, đại biện lâm thời Mỹ Christopher Klein cùng Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã tham dự buổi lễ ký thỏa thuận thuê đất nhằm xây khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Trước sự chứng kiến của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, đại biện lâm thời Mỹ Christopher Klein và Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã tiến hành ký kết thỏa thuận. Ước tính quy mô xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam là 39.000 m² với ngân sách 1,2 tỷ đô la Mỹ. Theo thông cáo chiều ngày 25 tháng 8 của Đại sứ quán Mỹ, trước đó Mỹ và Việt Nam đã đạt thỏa thuận về địa điểm hiện tại cho trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội vào năm 2019. Đầu năm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp nhận cho Mỹ thuê địa điểm và ban hành quyết định cho thuê đất. Lễ ký kết hợp đồng thuê đất ngày hôm nay là kết quả của những cam kết giữa hai quốc gia. Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội sẽ nằm ở ô đất D30 có diện tích 3,2 ha tại đường Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, một khu vực thương mại và dân cư đang phát triển. Địa điểm mới này sẽ đưa đại sứ quán vào một khu vực đang đổi mới và tăng trưởng gần các trường đại học uy tín như Đại học Quốc gia Hà Nội, và đây sẽ là mái nhà mới của khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ.